Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, hiện nay tại Việt Nam, truyền hình trả tiền thu hút khoảng 9,9 triệu thuê bao, trong đó số thuê bao truyền hình cáp chiếm tới 80,8%. Tổng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền đạt 9.624 tỷ đồng trong năm 2015. Cũng tính đến hết năm 2015, hệ thống truyền hình trả tiền có 31 đơn vị cung cấp dịch vụ với 73 kênh truyền hình và 9 kênh phát thanh trong nước và 40 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập.